chào cả nhà. Hôm nay mình đi IKEA chơi. Ở đây nó có mấy cái cây sạc pin cho mình xài miễn phí, nên sẵn tiện mình ghim vô luôn. Đây là IKEA cũng mới mở ở Greenwich. Ở đây nó có nhiều cây sạc pin lắm. Bên này nó có hai cây sạc pin nhanh, 50 kW. Mình cũng không cần nên ghim vô cây sạc chậm được rồi. Cây sạc chậm này nó 7 kW. Bên đây thì nó có nguyên một dãy luôn nè, không có ai xài hết đó. Trong khi mình đi shop thì mình để cho nó sạc. Bây giờ mình vô trong chơi nha. Rồi, bây giờ mình vô trong nha. Bên này như ăn uống, tính tiền, ra chỗ đó. Ở đây là lên lầu. Để qua bên này kiếm mình có gì ăn không nha. Nó bụng lắm. Ở trong tính tiền xong rồi đi ra ở đây. Bây giờ mình vô đây kiếm miếng gì ăn. Cái menu ở đây đơn giản không có gì hết. Hot dog thôi. Mình mua cây hot dog ăn. Giờ này giờ ăn trưa nên sắp hàng. Rồi, mua được cây hấp đón nè các bạn. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà, hai đứa ăn kem. Cây kem có 50 phi không? Ở đây bán đồ ăn rẻ quá. Nguyên cây hấp đón có 1 đồng 2. Rồi, mời cả nhà nha. Lần đầu tiên mình uống nước ở trong lon rồi bà con. Này là nước lạnh thôi mà nó vô lon. Lần đầu tiên mình uống cái loại nước này. À, bây giờ mình đi lên lầu đi coi đồ chơi nha. Giường ngủ. Đây là nó trưng bày mấy cái đồ mẫu, khi nào mình mua thì mình xuống kho mình lấy. Ví dụ như một món hàng như vậy nó có cái giá này, cái này 7 đồng. Xong rồi mình lấy cái số này nè. Đó, mình nhớ cái số này rồi mình đi xuống dưới cái kho mình lấy. Xong rồi mới đem vào tính tiền. Còn những cái món hàng ở đây là để trưng bày thôi. Đây là những cái ghế salon. Bộ này nguyên bộ luôn là 1.300.
50. Đây là một cái phòng mẫu với một cái thư viện, cái phòng nhỏ nhưng mà làm rất là đẹp, rất gọn lắm. Học tủ này đẹp lắm, đơn giản thôi, mình có thể đẩy sát cái tường. Cái 55 bản Anh đủ size, đủ cỡ hết. Đây là khu vực nhà bếp. Bếp nhỏ gọn đẹp. Có cái này, cái gian này có đèn để trồng rau trong nhà nè, cái này hay quá. Đây là trồng được nhiều thứ rau là có lý lắm. Hai bếp luôn, hái ra là bỏ vô nêm liền ha. Nguyên cái bộ này là 370 pound. Nó gồm có mấy cái kệ, mấy cái basket để đựng trồng luôn, 16 cái. Rồi cái này có lý quá, trồng đồ trong nhà vui lắm nha. Mấy cái mẫu bếp nhỏ mà đẹp quá. Thank you.
bộ tủ này đẹp quá. Hai cái sinh hai bên. Có lò lò nướng hết luôn rồi. Rồi tới khu vực giường ngủ rồi. Đây khu vực giường ngủ. Nên mình coi mấy tấm nệm. Đây là khu vực phòng ngủ, mấy cái tủ trong phòng ngủ. Tủ trong phòng ngủ. Đây là cái phòng thay đồ. Chỗ máng đồ. Này khu vực văn phòng, bàn ghế văn phòng để mình làm việc ở nhà rồi. Đủ loại ghế hết nè. Ghế lớn có đầy đủ hết, học tủ lớn nhỏ có hết.
ghế của mấy bạn nhỏ thích này nè, đã quá ta. Ghế của mấy bạn nhỏ, ghế của người lớn có luôn. Đây có cái phòng ngủ của mấy em nhỏ đẹp quá. Tủ giường cái gì cũng nhỏ nhỏ không à, giường nhỏ xíu nè, cái bàn ngồi cũng nhỏ xíu à. Đó, phòng này phòng của bạn gái ha. Đó, có cái bếp nha. Cũng một phòng của bạn nhỏ luôn. Đó. Nhà hai anh em, hai chị em có thể chui qua được, có cái lỗ chui qua nè. Đó. Hai phòng kế bên chui qua chui lại. Đây nó mới được chơi lắm mà trẻ em. Đây bắt đầu là trẻ em không? Rồi đi xuống dưới lấy đồ. Tên này thì cũng có cái nhà hàng ăn. Ở đây là nồi bán đồ trong bếp. Nồi chảo rồi. Đây là chén dĩa rồi, đủ thứ hết rồi. Bên này thì ly đủ loại ly hết. Ai mà có nhà mới thì vô đây sắm mà sướng luôn ha. Giật màn đây, màn theo cửa sổ đủ màu đủ loại hết. Khu vực này là mền gói. Mình gói là lựa là thứ nào cũng có.
trong phòng tắm. Khu vực này bán đèn, đèn treo đủ loại hết. Đây là xuống cái nhà kho để lấy đồ. Mình mới mua tấm nệm, bây giờ mình xuống đây tìm chỗ đi lấy. Đây là những cái đồ bàn ghế để ngoài sân vườn, khu vực ngoài gia đình ở đây. Đây là bàn ghế để ngoài sân vườn. Bây giờ mình vô cái nhà kho của nó mình lấy đồ này. Đây nè, self service đó, giờ đây mình tìm cái chỗ mình lấy đồ. Đây là nguyên cái nhà kho của nó này. Mỗi chỗ nó có con số, thấy không? Bây giờ mình tìm cái con số của mình để đi lấy đồ. Nhà kho lớn lắm. Cái nhà kho khổng lồ luôn đó, mỗi một cái hàng nó có con số nha đó, mình phải tìm con số của mình. À, bây giờ mình đi qua con số 22 nha. À, trong này cái nhà kho nó khổng lồ luôn đó, mênh mông luôn. Bây giờ mình đi tới cái hàng số 22. 23. Không thấy số 22 đâu. Rồi mình tìm được rồi. Đây là hàng 22. Đó. Rồi bây giờ mình tìm con số 38. Hai đứa nhỏ tìm trước mình nè. Tìm được hết không? Phải không? Phải số 38 không? Nó phải chát lại coi. Đây là máy tấm niệm nó cuốn rồi. Rồi, dỗ quá ta. Số 22. Hàng 22 số 38. À, hay quá. À, hai đứa nhỏ nhờ được rồi nè. Tự đi tìm, đi lấy đồ luôn. Tự bưng ham lắm.
Rồi bây giờ ra tính tiền. Đó, đây là nguyên một giải tính tiền nè. Quá trời đông luôn. Nguyên một giải quá trời đông luôn. Chờ tính tiền. Rồi bây giờ mình đi ra xe đi về. Xe đậu ở đây nãy giờ thì nó sạc đầy rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để coi video mới của mình nha. Xin chào các bạn.